Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm VOIZ và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Nói chuyện là bản năng, một mình là chiêm nghiệm. Tác giả Jorge Bucay, Hoàng Oanh biên dịch, giọng đọc Dương Nhi. Lời tác giả. Có vẻ như hơi khôi hài một chút, bởi vì quyển sách thứ ba này của tôi lại không phải là quyển sách thứ ba mà tôi đã viết. Cũng đã gần 20 năm, bắt đầu từ ngày tôi tập tễnh trên con đường viết lách, và gần như cũng chừng ấy thời gian, người thân của tôi buộc phải trở thành độc giả bất đắc dĩ cho những tác phẩm đầu đời được nảy sinh từ niềm đam mê bất tận của tôi. Tôi không ngạc nhiên khi biết rằng một trong những mẩu chuyện ngây ngô đầu tiên ấy trở thành một phần chuyện kể trong ấn phẩm, hoặc đúng hơn là hai ấn phẩm của tôi sau này. Ấn phẩm Những lá thư gửi Claudia và những mẩu chuyện dành riêng cho Damien cũng cùng chung một khởi nguồn. Từ một quyển sổ ghi chép, những bản thảo rời rạc, nơi tuôn trào mọi tư tưởng của một kẻ liều lĩnh tên Jorge Bucay, một thanh niên còn rất non trẻ với niềm đam mê hí hoáy ghi chép suốt hơn 10 năm. Những dòng chữ chép tay của tôi sau đó được đánh máy lại, photo và đóng thành tập sách, được truyền tay từ bè bạn và người thân của tôi dưới cái tên sách tự in, dần dần lại được truyền miệng bằng một cái tên sâu sắc hơn, tạp bút suy ngẫm. Có những mẩu chuyện được sản sinh từ trí tưởng tượng của tôi, nhưng đa phần những câu chuyện kể lại không phải là những mẩu chuyện. Tôi đã phải lục tung mọi bản thảo của mình trong tình trạng hỗn độn, các mẩu giấy ghi chép học thuật số khác, có vẻ như những dòng chữ của một kẻ mơ mộng hão huyền, đôi lúc lại là những phút giác ngộ bản thân. Cũng có cả những mẩu thơ tự do. Và trong cái mớ lộn xộn ấy, lại thấy có những dòng ghi chép như những lá thư mà tôi muốn viết để gửi cho người thân với dự định phấn khởi về một ngày đáng nhớ nào đó. Khi những mẩu chuyện ghi chép về sau sẽ sâu lắng hơn so với tác phẩm đầu tay của mình. Mọi thứ lẫn lộn giữa một thực tế đơn giản, một mớ bồng bông. Đó là tất cả trí nhớ của tôi được ghi chép lại sau những lúc quan sát sự vật ở đời theo cách nhìn từ chính tâm hồn mình. Năm 1991, tôi xuất bản ấn phẩm thứ hai, những mẩu chuyện dành riêng cho Damien, với một chút dấu ấn của hai câu chuyện nhỏ được trích ra từ quyển sổ ghi chép cũ xích ngày nào, Zoroska và Những đôi cánh bay. Những trang cuối trong ấn phẩm này đã được tôi sắp xếp lại theo một thư mục nguồn cho mỗi chuyện kể. Trong số đó, có hai hạng mục dẫn nguồn được ghi lại là tạp bút suy ngẫm của Jorge Bucay. Và rồi ấn phẩm ấy như một con sóng ngầm chực chờ thời khắc dậy sóng. Nhiều độc giả đến các nhà sách tìm hỏi đầu sách trước của tôi. Những người bán sách chẳng biết gì về tôi và gần như không biết gì về quyển sách tạp bút suy ngẫm. Họ bắt đầu gọi cho tổng biên tập tòa soạn nơi tôi làm việc. Lại ngạc nhiên, tổng biên tập liền hỏi tôi về bản sao một quyển sách chưa từng tồn tại để tái bản. Tôi cũng không biết nói gì hơn, bởi lẽ chính tôi còn không thể tin nổi nữa là quyển sách mà các bạn đang có trong tay chính là ấn phẩm đầu tiên bao gồm nguyên văn của tạp bút suy ngẫm cùng một số câu chuyện mới viết ra gần đây mà tôi nghĩ rằng không thể không đưa vào. Tôi muốn thú thật với các bạn rằng khi xuất bản quyển sách này, tôi đã rất đắn đo. Nỗi lo lớn nhất của tôi là cái cảm giác ngại ngùng khi tái bản những câu chuyện được viết ra từ khi tôi là một khô hay trẻ tuổi, cho đến khi dấu ấn thời gian đã làm cho những câu chuyện về sau nhuốm màu triết lý. Một vài lý do khác nữa là sự bối rối của chính tôi, bởi có những đoạn kể mà tôi nghĩ rằng chẳng bao giờ tôi sẽ dám công bố. Và điều cuối cùng là gần như tất cả những chuyện kể này được viết ra từ những suy ngẫm tự thân. Bởi thế, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn cứ hỏi mình rằng những giá trị và sự thiết thực của chân lý có thực sự tồn tại tuyệt đối hay không?
Nhưng rồi biết bao nỗi đắn đo ấy bắt đầu lắng dịu lại chỉ vì một lẽ. Tôi đã đọc được niềm hy vọng của độc giả khi họ tìm kiếm những đứa con chưa từng ra đời này của tôi. Quyển sách này chưa hề xuất bản dù tôi đã viết ra, và những mẩu chuyện nhỏ ấy chỉ thật sự tồn tại bởi một lẽ đơn giản nhất, là từ ước vọng của chính các bạn đấy thôi. Lời tựa của ấn phẩm Những lá thư gửi Claudia kết thúc bằng dòng chữ: nếu bạn đã đọc đến đây thì bạn đã là một phần của quyển sách này, và tôi rất cần biết bạn đã đồng cảm với tôi như thế nào. Ngày hôm nay, tôi có thể tạm kết thúc lời tựa bằng một vài lời nhắn nhủ với bạn rằng: nếu bạn đã có câu trả lời thì hãy cho tôi biết với. Hãy viết cho tôi những suy nghĩ của bạn. Tôi muốn bạn biết rằng tôi vô cùng cảm kích khi nhận được những hồi đáp của bạn, bởi bạn đã giúp tôi hoàn thiện bản thân tôi của ngày hôm nay. Và hãy nhớ rằng tôi vẫn luôn cần biết suy nghĩ của bạn đấy. Giờ đây, tôi lại có một niềm mơ ước khác nữa. Có thể nào bạn sẽ viết cho tôi bất kỳ mẩu chuyện ngắn nào được viết ra từ sự suy ngẫm của bạn, hoặc bạn được nghe kể lại từ một người nào đấy. Ai mà biết được, một ngày nào đó, có thể chúng ta sẽ xuất bản những mẩu chuyện cùng nhau. Buenos Aires, ngày 27 tháng 3 năm 1997. Ngày xưa ngày xưa, có một lần, sức mạnh của những câu chuyện kể được truyền miệng qua thời gian, rồi bỗng dưng câu chuyện bước vào đời. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, thư viện sách nói First News. Kẻ bộ hành. Tôi sẽ kể bạn nghe câu chuyện về một người lạ, người mà tôi gọi là kẻ bộ hành. Kẻ bộ hành là người luôn muốn đi tìm kiếm, nhưng tìm điều gì thì anh vẫn chưa hình dung được, bởi không phải anh sẽ tìm một người nào hay một cái gì cụ thể. Và rồi, kẻ bộ hành cũng không cần phải biết điều mà anh ta muốn tìm kiếm, vì đơn giản rằng cuộc đời của mỗi người chính là một hành trình tìm kiếm bản thân. Ngày nọ, kẻ bộ hành có cảm giác anh ta cần phải đi ngay lập tức đến một ngôi làng hẻo lánh ở Kami. Tự dưng cái cảm giác bất an cứ giật trào dâng trong lòng anh. Phải rồi, đó là nỗi lo lắng của một người khi đặt chân đến một chốn không tên, xa xôi, lạ lẫm. Biết vậy nhưng anh vẫn đi, bỏ lại tất cả nơi quê nhà. Kẻ bộ hành bắt đầu chuyến đi mới. Sau 2 ngày rong ruổi, cuối cùng anh cũng đến được Kami xa xôi. Chỉ còn một quãng ngắn nữa thôi là đến ngôi làng. Bỗng nhiên, anh chú ý đến một ngọn đồi nhỏ ngay phía bên phải lối đi. Trước mắt anh là cả một thảm xanh trải rộng mênh mông và hằng hà sa số cây cỏ, sắc hoa, cùng âm thanh ríu rít của đàn chim non. Tất cả được bao bọc bởi dãy hàng rào gỗ sần sùi, ánh lên một màu nâu trầm ấm dưới sắc vàng dịu ngọt của nắng mai. Một cánh cổng màu đồng trang trọng hiện ra trước mắt như mời mọc bước chân của vị khách phương xa. Bỗng dưng, anh có cảm giác mình gần như quên bẵng mục đích tìm kiếm, dù ngôi làng Kami xa xôi đang ở gần trước mặt. Chỉ dăm bước nữa, trong tâm hồn anh bỗng dâng lên một cảm giác nhẹ nhàng, thư thái. Ừ, phải rồi, đây là nơi để anh dừng bước. Kẻ bộ hành băng qua cánh cổng vòm, chậm rãi bước trên những phiến đá trắng được sắp xếp có vẻ như rất tình cờ giữa hàng cây. Mỗi bước chân anh chìm trong cảm giác choáng ngợp. Tâm hồn mơ màng của anh như hòa nhập vào thiên nhiên rực rỡ. Thế nhưng, đôi mắt của kẻ bộ hành vẫn rất tỉnh, vẫn không ngừng tìm kiếm một điều gì đó. Và có lẽ, nhờ đó mà anh phát hiện một điều kỳ lạ. Giữa hàng hà sa số những phiến đá trắng nằm san sát trên đồng cỏ,
anh chợt đọc được một dòng chữ: Abdul Tare, sống được 8 năm, 6 tháng, 2 tuần, 3 ngày. Anh giật mình, phát hiện ra phiến đá ấy không đơn giản là một phiến đá, mà hình như là một phần bia mộ. Kẻ bộ hành cảm thấy tiếc cho sự sống ngắn ngủi của một đứa trẻ, cuối cùng phải yên nghỉ tại mảnh đất này. Nhìn thoáng một vòng, anh lại thấy một viên đá khác cũng có dòng chữ khắc: Yami Khalip, sống được 5 năm, 8 tháng và 3 tuần. Anh bắt đầu thấy sốc, một cú sốc khủng khiếp. Thì ra, nơi đẹp đẽ này chính là một nghĩa trang và mỗi phiến đá là một bia mộ. Anh chậm rãi đọc từng dòng chữ trên từng phiến đá. Tất cả đều có dòng khắc tương tự nhau, một cái tên và một khoảng thời gian sống hết sức ngắn ngủi. Nhưng điều làm cho kẻ bộ hành đau lòng hơn cả là đứa trẻ sống lâu nhất cũng chỉ được 11 tuổi. Chuyện gì đã xảy ra tại nơi này vậy? Thật khủng khiếp! Bỗng dưng, nước mắt anh trào ra, không tài nào kìm nén được. Anh khóc nức nở. Tình cờ một người, có lẽ là người coi mộ già, đi tới gần anh và dừng lại. Ông lặng lẽ nhìn người đàn ông lạ khóc. Một hồi sau, ông hỏi thăm: Có phải anh đang khóc vì một người thân nào đó không? Không, tôi không khóc vì người thân. Kẻ bộ hành trả lời. Chuyện gì đã xảy ra với ngôi làng này vậy? Vì sao có quá nhiều đứa trẻ mất đi và được chôn ngay chính nơi này? Chẳng lẽ có một lời nguyền ác nghiệt nào đó đối với những con người này, để rồi buộc phải xây nên nghĩa trang cho những đứa trẻ sao? Ông già bật cười lớn. Hãy bình tĩnh đi chàng trai trẻ. Chẳng có một lời nguyền nào ở đây cả. Những chuyện anh thấy chỉ là một tập tục xưa cũ của làng chúng tôi. Tôi sẽ kể cho anh nghe. Khi một đứa bé được 15 tuổi, cha mẹ sẽ tặng cho chúng một quyển vở nhỏ, như quyển vở mà tôi đang có đây. Theo truyền thống của chúng tôi, bắt đầu từ giây phút ấy, mỗi khi đứa trẻ tận hưởng một điều gì sung sướng, các cô cậu sẽ mở quyển vở ra và ghi vào đấy. Dòng bên trái, điều làm cho họ sung sướng. Dòng bên phải, niềm vui ấy kéo dài được bao lâu. Rồi một ngày nào đó, các cậu nhóc lớn lên sẽ gặp gỡ những người bạn gái và bắt đầu biết yêu. Khoảng thời gian ngọt ngào khi chờ đợi một cuộc hẹn hò sẽ kéo dài trong bao lâu? Một tuần, hai tuần, ba tuần rưỡi. Và sau đó, cái khoảnh khắc của nụ hôn đầu đời, một nỗi mê đắm khôn tả cho nụ hôn đầu tiên ấy sẽ kéo dài bao lâu? Một phút rưỡi, hai ngày, một tuần. Khoảnh khắc của một thiếu nữ lớn lên và mang thai đứa con đầu lòng sẽ bao lâu? Chuyến du lịch đáng được mong đợi nhất sẽ bao lâu? Cuộc gặp gỡ với người anh trai trở về từ một đất nước xa xôi sẽ bao lâu? Sẽ mất bao lâu để tận hưởng những khoảnh khắc đẹp ấy? Hàng giờ, hàng ngày. Và như thế, chúng tôi ngày ngày ghi nhận mọi điều đẹp đẽ nhất trong quyển vở nhỏ này. Để đến khi có ai đó mất đi, chúng tôi sẽ bắt đầu mở trang sách ra và cộng lại toàn bộ khoảnh khắc hạnh phúc của người đã khuất, để khắc ghi con số đó trên phần mộ từng người. Bởi vì dòng chữ quan trọng ấy đối với chúng tôi chính là khoảng thời gian thực nhất của đời người, là khoảng thời gian hạnh phúc nhất mà chúng tôi được sống. Bỗng nhiên, kẻ bộ hành chợt nhận ra đó chính là điều anh đã tìm kiếm bấy lâu. Hết kẻ bộ hành. Voi FM, ứng dụng sách nói chất lượng cao, kho sách nói lớn nhất Việt Nam, từ các tác giả sách bán chạy nhất, cùng nhiều thể loại nội dung khác: podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ. Chia theo các hạng mục dễ tra cứu và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà. Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ. Điều chỉnh tốc độ nghe
phù hợp với bản thân. Tải xuống để nghe không cần mạng. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.